Cầu dứt điểm cho Bao Phương Vinh là đây. Trời trời, hơi khó anh em. Chân bàn Thiên Tử là đây. 14 đều, trời trời, chẳng banh chi mà nó hợp dữ vậy trời. Đầu tiên quá anh em ơi. Liệu Bao Phương Vinh có đóng vài người hùng hay không? Bao Phương Vinh đóng vài người hùng, sao chẳng có chú mấy em vậy? Đâu rồi? Đâu rồi Phương Vinh? Quá đẳng cấp là anh em ơi, trong bàn Thiên Tử thật sự. Các bạn đã thấy Bao Phương Vinh đang mâm. Sorry anh em, đội thi ơi. Quá cảm xúc anh em. Quá tuyệt vời. Đó là những cái mà Bia đã mang lại cho người xem. Và Bao Phương Vinh cũng như là Trần Quý Chiến đã không phụ lòng người hâm mộ. Một cú đánh khi mà Bao Phương Vinh phát cơ ra thì Quý Chiến đã ăn mừng và cái đội của chúng ta ăn mừng. Vâng, những